Rồi chiều nay 3 giờ chiều là đi học tiếp. Xin chào cả nhà, lại là mẹ con em đây. Dạo này giờ học buổi chiều của Ginh thay đổi á, là 3 giờ chiều mới bắt đầu đi trường, là đến 5 giờ rưỡi là đón về. Mà tầm giờ này ra đường á, là trời ơi, ta nói hả, muốn nướng khô hai mẹ con em luôn vậy đó. Mà Ginh nhà em dạo này á, phơi nắng mít á, cũng cháy đen thùi lùi, sắp thành bao công mini bản luôn rồi. Thôi thì mùa hè mình đen, đến mùa đông mình dưỡng trắng lại vậy. Ở bên này á, có 4 mùa rõ rệt á, thì cũng có 4 màu da rõ rệt theo mùa luôn đó cả nhà. Hola, đóng cửa nó mới chịu ha. Tốt, hola, tốt, không muốn tốt, đi không quan mang điện về nhà tắm rửa cái thay bộ đồ khác, một ngày thay hai lần đồ cái nhà. 2-3 lần luôn á chứ, sáng bộ, chiều bộ, cái tối về tắm lần nữa. Bữa nay mùa hè nóng á, nó đi học về người nó hôi mù à. Quên chưa nói với ông bà cô chú là mấy bữa nay là chính thức là Ginh không có đi học ở dưới phố huyện nữa. Tại vì em thấy Ginh nó biết nói rồi, với lại nó có tiến bộ rất là nhiều á. Chủ yếu là nó có thể nói ra được những gì nó muốn, với lại là nó có thể nghe và hiểu được những lời cô giáo nói. Dù là so với các bạn đồng trang lứa ở đây á, thì Ginh chưa giỏi lắm, nhưng mà thật sự với một đứa con lai mà bị rối loạn ngôn ngữ như Ginh á, như vậy á, là đã rất là tốt rồi. Cô giáo cũng cho Ginh cơ hội á, là ở đây học á, không cần phải đi dưới phố huyện học kèm một nữa cả nhà. Nên là dạo này á, em không cần phải đưa Ginh đi lên đi xuống phố huyện xa xôi nữa. Qua cả nhà ơi, nãy quên đi không cầm cái dù theo, nắng quá trời, chuồn lẹ. Cộng lại trên khoảng trên chân cho anh xem mấy chiếc nhà. Đi đón Ginh này cả nhà.
Biết đâu ta. Bữa nay Ginh không có đi đầu nữa. Ginh bữa nay xếp hàng rồi. Bên bên này cô giáo không cần dắt tay nữa. Hai gì? Cháu mì. 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 Quán gì? Mama. Lấy. Cô. Chén gì? Chén gì? Hãy cha ta. Lâu lắm rồi mới đi đón Vinh kiểu này á. Chát ta. Đâu, chát chưa? Sợi áp. Về cái là đi ra hái hoa. Nhưng mà làm cái mà trai sở. Mấy thiên tôi lấy trời lì trai sở. Hết này trả bố. Trả mấy quê. Trả mấy quê. Trả mấy này trả nát á. Hiểu thiền thơ á. Ba dẫm lại lần nữa. Lỡ có sót hạt nào cho nó rớt hết. Ủa khăn thì mình nung tô cá chiên là cho lì hái vô ý tiện. Vẫn còn sót nha. Chắc chắn là vẫn còn sót nhưng mà sót ít. Cũng sạch lắm nè. Giờ mình rớt hết rồi nè cơ nha. Trắng tinh hết rồi. Giờ xúc cái rác này, cái lớp này đi em đi dục. Ba, tao qua là răng nả gì vậy? Ui. Lào cha nà bì à? Ồ,哦，不叫点火，也不叫那。哦。这回收拾完了吗？哦。đem sang bên cái vực ở bên trước nhà cũ cả nhà. Chỗ đó giờ giống như là một cái bãi rác của cả thôn. Cái gì mà đem dục là đem quá đó dục hết trơn. Cái máy này phân hủy được mà bỏ sạch rác thì cái sạch rác đâu có thể chứa hết được. Máy này phân hủy được dục đó. Ăn còn quá trời luôn. Phơi rồi lọc á mấy ngày rồi á cả nhà. Mà bữa nay á là bữa cuối á, ba mẹ chồng em lọc lại một lần cuối nữa nè. Coi nó còn sót được chút nào không á. Em thấy á, nó cũng không còn bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà ba mẹ chồng em kiểu tiếc á cả nhà. Không có nỡ bỏ á. Nên là một hạt cũng phải lượm lại vậy đó. Sao? Hả? Trên nào suối không?
Bà nội chở đi một vòng mà không biết sao mà nhảy vô cái hũng nước đi. Trời ơi, dơ coi. Đi về. Số hồi chết xíu sau. Đi khác kìa. Yo. Ta sẽ trả anh chuyện, ta sẽ cứ theo sự không. Đi xem cảnh sở. Đi khác, đi khác. Ở xin bụi ở xin. Cái xíu của... Cái xíu của... Cái xíu của càng xoa. Xin này dù trang là. Hồi chá. Ghê không chứ. Mới mặc bộ đồ xong mấy ngày luôn. Trời ơi, con ơi là con. Cạn lời luôn á. Nhiều khi á, em không biết nói sao luôn á. Không biết chỉ nghĩ sao mà chở cháu đi ra cái vũng sình làm gì không biết. Hết lời luôn. Chở cháu đi vòng mà cho nó vô cái vũng sình này nè. Mấy ngày luôn à. Bà cứ nói không đem nó về được, không cô lôi nó được về được. Ủa, tự nhiên chở nó ra nó làm gì trời. Sáng xía. Sáng xía, mama xí trò, quay đi. Tắm xong mà quấn khăn vô nè. Bó tay với ông Ginh luôn á trời. Chấm hỏi luôn á nha. Khi tư dân là ông. Cái đống này vô đây ngoài xả chứ. Trời ơi, nó trời ơi. Đôi giày vừa mới giặt xong hôm nay luôn á, mới giặt sạch sẽ luôn á. Ghê quá người ơi. Áo khoác này, trời ơi, đất không à, sình không à. Ghê quá. Đem cái đống này vô nhà tắm giặt, giặt tay. Không biết là bà nội nó chở nó đi đâu nữa mà nguyên người á toàn là sình với đất ướt sũng luôn. Lật đật đem nó đi tắm thay đồ liền á chứ sợ nó bị cảm này cả nhà. Khổ thân ghê á, trong xóm á em thấy có chỗ nào mà sình lầy gì đâu. Tự nhiên bà nội nói á, lấy xe chở nó đi vòng vòng trong xóm thôi. Mà ai biết không biết đi chở đi góc nào mà lại sình đất không. Mà trời này cũng đâu có mưa đâu mà sao nước sũng vậy không biết nữa. Chắc chở đi cái chỗ nào mà người ta xịt nước đây mà. Con nít chơi á nó dơ bệnh á mình không có tránh khỏi cái điều đó, em không có trách bà. Nhưng mà biết sao em bực không? Tại vì á, em chưa kịp nói gì hết á, vừa mới đem Ginh về á, là em thấy người vậy á, em chưa nói gì hết á, mà nội Ginh đã la lên rồi. Kiểu bà sợ mình trách bà hay gì á, bà cứ nói to tiếng á, bà nói là tại Ginh thế này thôi, tại Ginh thế kia cho nên bà không có lôi nó về được. Các em bị cạn lời á, em chẳng biết nói gì luôn. Mà cái sình này là sình đất đỏ nữa chứ, nó khó ra quá chừng luôn nè, chắc có lẽ em phải ngâm thôi chứ, giặt không có ra cả nhà ơi. Nói thiệt lòng á, là mỗi lần mà giao Ginh cho bà nội Ginh là sao á, em không có chút yên tâm luôn á cả nhà. Trước giờ em chỉ giao cho bà chăm có một chút xíu thôi, tầm 1 tiếng, 2 tiếng là cao lắm rồi đó. Nhưng mà lúc thì chuyện này, lúc thì chuyện kia, chẳng khi nào mà không có chuyện gì hết trơn. Lần trước bà còn để cho Ginh bị đụng xe vì lo bà lo nói chuyện, bà không có để ý tới Ginh nữa. Bởi vậy thà bà đừng nói gì còn đỡ, bà còn nói là tại Ginh nó chạy lung tung nên nó mới bị đụng vậy. Ở xóm em thì con cháu đa phần là ông bà nội giữ là nhiều không mà. Tại vì bố mẹ còn phải đi làm cái này làm cái kia. Như bà nội đậu đậu giữ cháu từ lúc còn nhỏ đến giờ, đâu có ai nói gì đâu. Bà rất là chu đáo, rất là cẩn thận luôn. Còn mẹ chồng em thì một chút yên tâm em cũng không có luôn á. Nên nhiều khi em phải bất đắc dĩ lắm thì em mới để Ginh ở nhà cho bà một lúc thôi. Đi đâu là lật đật chạy về cho thật nhanh. Còn không là em đem nó theo luôn, hoặc là giờ nó đi học rồi á, nên là cũng đỡ. Chứ mỗi lần mà để nó ở nhà với bà mà lâu lâu một chút là tim em đập phình phịch luôn á. Tại vì cái tính mẹ chồng em không có khéo chăm cháu nè. Lúc trước em cứ nghĩ là cứ để cho Ginh với bà có thời gian ở gần nhau để cho nó quen. Nhưng mà kiểu như là không được á cả nhà. Nó quen thì nó quen nhưng mà bà chỉ giữ được trong thời gian ngắn hạn thôi chứ dài không được.
kiểu như nhiều cái rất là đơn giản luôn, nhưng mà bà không có biết cách xử lý tình huống là sao luôn á. Nên đôi khi em nghĩ chắc cái số mình không có nhờ vả được ai á, cái gì cũng phải tự mình làm lấy á. Đúng là số con trâu mà.